Dạ, em xem bên nhà đất mua bán Tiền Giang. Xin chào anh chị nha. Hôm nay xem về xã Tân Hội của thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Trên con đường Lộ Đanh 3,5 m này, để quay giới thiệu cho anh chị một mảnh đất vườn có tổng diện tích là 4.500 m². Trước tiên để xem giới thiệu sơ lược về vị trí con đường nha. Trước màn hình anh chị đang xem, đây là hướng về đường huyện lộ 53, khoảng cách từ ngay vị trí em đứng đây mà về huyện lộ 53 tầm khoảng 200 m là tới. Nếu anh chị rẽ mé bên trái á, anh chị sẽ ra quốc lộ 1A tầm khoảng 1,5 cây số nha. Còn nếu anh chị rẽ mé bên phải, mình về khu vực trung tâm của xã Mỹ Hạnh Đông, Mỹ Hạnh Trung rồi đó anh chị. Còn mảnh đất em giới thiệu cho anh chị hôm nay là cái mảnh đất này, nó có diện tích từ ngay cái vị trí ngay tay em chỉ ngay mấy cột nè, mà đi ngang qua là 18 m, và có chiều sâu vào là 265 m. Phía sau mình chỉ còn lại có 16 m ngang rồi nha anh chị. Đây mình có cái cảnh view cái kinh bên phía bên đây, xung quanh đây cũng có hàng xóm mình nè. Nó cái mí ganh mình đi tới ngay chỗ cái vị trí này là hết là 18 m. Ở đây điện nước và wifi đều có đầy đủ hết luôn. Nó phía trước mình có một cái con kinh thoát nước nè, cho anh chị về làm vườn ha, cất nhà ở gì cũng được luôn. Đó, giờ để em tiến sâu về phía bên trong cho anh chị mình xem. Trong đất mình hiện trạng đang trồng dừa và mít. Đó, dừa xiêm xanh nha anh chị. Đất mình thì cũng có một ao cá rất là lớn luôn anh chị ơi. Đây, sau này anh chị về mua mảnh này về mình cất nhà rồi mình nuôi cá gì cũng được hết luôn. Miếng đất mình hiện trạng là có 2 sổ nha anh chị. Mình có một sổ phía trước của mình là 1.300 m² á, rồi sổ phía sau của mình thì cũng 3.000 mấy. Nói chung tổng diện tích hết 2 sổ của mình luôn là 4.500 m². Giá chỉ có 490 triệu à, cho 1.000 m². Giá này chủ sẽ bao giấy tờ cho anh chị nha, nếu như anh chị mua. Nhưng mà hiện tại đất mình đang còn là đất lúa, nhưng mà chủ sẽ bao giấy tờ cho mình, khi giao sổ cho mình là sẽ lên đất vườn luôn nha anh chị. Còn đây là xây về hướng mặt tiền của đất mình. Mặt tiền của đất mình xây về hướng Tây Nam, cho cô chú anh chị nào hợp về phong thủy á, để tiện tham khảo luôn. Còn tính từ ngay cái vị trí đất mình mà về tới thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang, Thời gian đi trung bình khoảng 33 phút, khoảng cách là 25 km. Còn nếu như anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, em lấy điểm là bến xe miền Tây. Từ vị trí bến xe miền Tây mà mình về tới đây, thời gian đi là 1 giờ 30 phút, khoảng cách là 77 km. Còn nếu như anh chị nào ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, em lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Từ ngay vị trí cầu Mỹ Thuận mà mình về tới đây, thời gian đi trung bình khoảng 52 phút, khoảng cách là 49 km. Đó, do nắng quá em vô tông mát nè em, quay cho nó thấy rõ nha anh chị. Cái mảnh này cũng phù hợp cho anh chị về làm vườn ha, hoặc cất nhà gì cũng được nha. Tại chủ bao giấy tờ cho mình, khi giao sổ cho mình là
là đất trồng cây lâu năm. Đất trồng cây lâu năm là mình có thể xây nhà ở được rồi. Còn nếu như anh chị nào muốn lên thổ cư thì mình lên cây lâu năm khoảng vài tháng sau mình mới lên thổ cư được nha anh chị. Rồi bên em cũng sẽ hỗ trợ cho anh chị lên thổ cư luôn. Ngang theo mặt tiền đường ranh xe ô tô mình vào tới đất mình á, là bề ngang cái diện tích đất mình là 18m và có chiều sâu vào 265m. Phía sau mình chỉ có còn lại là 16m rồi nha anh chị. Trong đất mình thì sạch đẹp, không có màu mẻ gì hết. Thậm chí xung quanh đây cũng không có luôn anh chị. Nhưng mà cái điểm yếu của đất mình là chủ lấy một cái mương cũng hơi khá to. Nhưng mà cái mương này sau này anh chị gì thì mình có thể nuôi cá đồ thì cũng tiện. Đó, đây là chủ cũng trồng mai. Phía bên hông đây dừa. Rồi bên đó có mít đồ luôn. Có mai, có mít, có dừa. Giá chỉ có 490 triệu mà chủ bao giấy tờ cho mình nữa, cho 1.000 mét vuông á. Nếu như anh chị nào quan tâm tới mảnh này mà muốn mua mảnh này thì liên hệ cho xem theo số điện thoại là 039 545 4645. Xem sẽ dẫn anh chị đến xem cái mảnh đất này, rồi gặp chủ đất để thương lượng thêm gì chút đỉnh tiền lọc nha anh chị. Tại vì chủ nói mảnh này chủ không có bớt, nhưng mà nói chứ cũng phải bớt tiền lọc đồ cho khách đồ chứ. Đó, đây là mình đi ra thẳng về phía sau mình. Có một cái là chiều sâu hơi sâu. Sâu tới 200 mấy lần. Anh chị nào lần đầu ghé xem kênh Mua Bán Tiền Giang cũng nên bấm đăng ký và nhấn chuông thông báo. Xem sẽ tìm đất vườn, nhà vườn, giá rẻ tại Tiền Giang. Quay lên giới thiệu cho anh chị mình xem. Nói giá rẻ thì rẻ chứ thật ra mỗi khu mỗi khác anh chị ơi. Tại có khu thì đường ô tô tầm khoảng 1,5 tỷ, rồi 1,2 tỷ, rồi cả tỷ cho 1.000 mét vuông á. Rồi cũng có khu thì không tới, nhưng mà không tới thì mặt tiền nó lại ngắn và chiều sâu thì nó dài giống như mảnh này. Giá chỉ có 490 triệu đường ô tô, nhưng mà hết luôn đất luôn là 4.500 mét vuông. Nhưng mà mặt tiền đường ô tô của mình á thì chỉ có 18 mét à. Mà cái chiều sâu thì sâu tới 265 mét. Cho nên tùy theo cái giá trị của mỗi mảnh đất nha anh chị. Nhưng mà em đi quay thường em biết mảnh nào nó cũng phù hợp. Thì nói chung là em cũng tìm giá rẻ nhất để quay giới thiệu lên anh chị. Chứ tùy theo cái vị trí rồi phù hợp cái mảnh đất nữa. Nhiều khi anh chị ở xa không biết, cứ đánh giá nhiều khi cái mảnh này sao lại tỷ mấy rồi mảnh kia lại có mấy trăm. Đó là do cái khu đông đúc dân cư nhiều thì nó giá nó khác. Rồi mặt tiền rộng thì giá nó lại khác nữa. Đó, em phía sau mình là nguyên một vườn mít này luôn. Vườn mít mình cũng được 2 năm tuổi rồi. Bây giờ bắt đầu chủ đang để tái rồi nè. Đó, đi dài ra phía sau luôn. Ngang theo mặt tiền lỗ đan 3,5 mét là 18 mét thửa đất của mình ha. Còn cái phía sau mặt hậu của mình thì chỉ có 16 mét à. Còn chiều dài của mình là 265 mét. Mình có hai sổ đều là đất lúa hết. Tổng diện tích chủ sẽ bán hết cho mình luôn là 4.500 mét vuông. Giá chủ kêu là 490 triệu cho 1.000 mét vuông.
Tức là một công đất anh chị, một công đất giá là 490 triệu. Giá này chủ sẽ bao giấy tờ sang tên qua cho anh chị. Nó mình đi dài múc ra phía sau luôn nha anh chị. Dài tới 200 mấy lên anh chị. Mình đi mà em thở luôn á. Đó, đất mình này không có màu mẻ gì hết nha anh chị. Xung quanh đây cũng không có luôn. Từ ngay vị trí em đang đi ở đây mà ra tới đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận tầm khoảng 500 mét là tới anh chị, sát bên luôn. Mình ra tới quốc lộ 1A tầm khoảng 1,5 km là tới. Đó, đi dài dài ra đây luôn. Trong đất mình thì chủ cũng có làm cái hệ thống tưới tiêu sẵn luôn. Anh chị chỉ cần bật motor lên là motor sẽ quay tưới luôn, mình khỏi cần cái bóng luôn. Nó rất là tiện lợi cho anh chị làm vườn ha. Mảnh này anh chị cất nhà phía trước làm vườn phía sau này cũng quá tuyệt vời rồi. Nó cái địa chỉ của mình là xã Tân Hội của thị xã Cây Lậy, tỉnh Tiền Giang. Diện tích đất chủ bán là 4.500 m². Hiện tại đang là đất lúa, mình có 2 sổ. Giá chủ kêu là 490 triệu cho 1.000 m². Là một công đất nha anh chị. Nhưng mà đất mình thì tới 4 công mấy lần. Thì anh chị cứ nhân lên 4 công rưỡi. Đó, đây là mình đi tới cái mí ganh sau của mình luôn rồi đây. Đây, tới mí này là hết cái trụ nước nha. Nhưng mà ganh mình là ngay mí này. Đó, tới cái mít này là hết, đi dài lên. Qua đây là 16 mét. Rồi, nếu như cô chú anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí khu vực để làm vườn này thì liên hệ cho xem nha. Tổng diện tích hết đất luôn là 4.500 m². Giá là 490 triệu cho 1.000 m². Rồi, cảm ơn chị đã xem hết video. Nếu anh chị nào thấy phù hợp thì alo cho xem. Rồi, cảm ơn chị nha. Xin chào anh chị.